Gangnam Style. Gangnam Style. Gentlemen. Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Mình đến từ Trung Quốc nên nó nghe vô người ăn ôm hộp ghê luôn á. Quay quay, có ngon không con? Ngon không kìa, quặn ngon không? Ngon không? Ngon không? Cho hiếp. Hiếp. Mì ngọt ngon. Ngọt không? Cho không đủ cái da. Đã đủ người miếng đủ. Này hiếp. Tỉnh đó. Quặn ngọt quá trời. Vậy ngon không? Ngọt quá trời luôn á. Chú. Ngọt không? Con quay đi. Quay đi quay em. Đi du lịch mạnh đêm mua được con miếng miếng. Quay đi chị đi. Ăn đi, lâu quay không? Ừ. Ngon ngon. Vậy. Nè con nè trời. Ngọt quá mua 5 kg cho nó. Mua 5 kg. So wait, this is my time to try. This is mango. It's a what is it mango called? Custard. Okay, so my turn. Mango custard. Oh, custard apple. That's it. Oh my gosh, it's so sweet. This is sweeter than the one I got in Vietnam. Ngon quá chừng luôn. Nó ăn miếng thôi. Có 5 đô thôi à, có 2 đô mà chia mười mấy người ăn luôn. We only spent 150 tệ to buy this and we share the whole group. About this is all. This is all of us. Wait.
all of us, we only spent 150 days to get this. Very budget. When we travel with a budget. Yeah, còn 35 đồng, có hộp nào 35 đồng. Xin bán trái chuối thôi được không? Ủa, ở trong kia nó vô, nó trời không nổi. Còn 35 đồng, có hộp nào 35 đồng. Chảy mặt nè. Thank you.